thành đấy nhá. Không phải trình cái phương án ra xong cái việc. Không hai việc rồi đấy. Anh có quen ai là bị động thành không? Trong cái quá trình mà như thế. Thì thực ra nếu mà quen thì không quen được. Nhưng mà sau giải phóng thì mới biết. Tức là ra hồi đó thì làm sao biết được? Hồi đó thì ví dụ nó ra thì nó mình đang công khai khác, công khai mình khác, cũng lại công khai ngoài này, nó có một cái người trong người kia ta là tôi nhớ một có cái thằng nó ở nghiệp đoàn taxi hồi đó, nó người nó thể xin lỗi đa số cái người miền Trung mà nó trắng nó đẹp, nó ra thì cũng ăn nhậu nó xong rồi sau này rồi mới họp mặt đơn vị mới uống thức này cũng quen, mới tiếng nói cũng quen, mới nhìn ví dụ như cái bà Đoàn Thị Ánh Tuyết lúc đó bạn dân biệt động như có biết đâu, nhưng sau này bà anh hùng lực lượng vũ trang ở là bộ tư lệnh thành nhá, rồi sau này vợ ông Lành cũng là biệt động nhưng mà hồi đó có biết đâu không, nó thẳng ra nó biết là không đúng rồi. Tức không không thể biết nhau đâu, biết cái người đó nhưng mà không biết họ là biệt động thành. Vâng, không biết chẳng biết thì bây giờ ra họ cũng bịt mặt. Vâng, cũng phải bịt mặt che mặt. Nếu mà bây giờ thì dùng mắt không, nếu mà bây giờ nguyên tắc là không ấy thì nếu mà mình trong mình bắt mình khai ra làm sao, nó là bịt mặt hết nhiều thứ nó khai. Mà chẳng nó chỉ có biết họ ra họ gặp bác thì họ bịt mặt, còn bác có phải bịt không? Tôi chả cái gì tôi phải bịt, mình ở không khai ngoài này rồi. Mình là lộ, tôi ở còn họ là công khai trong kia. Bên đơn vị tôi thì nó đúng ra là hồi đó mình bị bắt ở ngoài này mình khai họ sao? Hồi đó thủ trưởng tôi là ông Năm Thành chứ không phải là tôi chỉ là lính thôi. Đó là tức là cái duyệt ông Năm Thành giờ ông cũng mất rồi. Sau này ông lên đại tá là cục trưởng cục huấn luyện quân khu 7 cũng mất mấy năm rồi. Thực ra là gọi là ông xếp tôi nhưng mà ông hơn tôi đâu có tuổi 2 tuổi mà mất lâu rồi. Lê Minh Thành. Ông đó ông Lê Minh Thành. Và ông là cô biệt động ở thành phố mà hoạt động ở đô Cô Trang. Và ông đó. Như vậy là Việt Cộng nằm vùng. Tôi là đúng hơn là Đặc Công. Đúng rồi, nằm vùng. Và nằm vùng thì có là đúng hơn. Và là chính trị vũ trang. Đủ thứ đủ kiểu chính trị nhiều đấy. Đủ hết, cái gì cũng được và binh vận cũng có. Thì 30 tháng 4 rồi tháng 12 vẫn gặp thì mấy chị mà ở dưới Cây Lạnh Mỹ Tho vẫn gặp, bây giờ còn Bầy Thảo hay Nâu thì đó là hai chị CK là còn gặp. Bầy Thảo. CK nghĩa là gì ạ? Công khai. Đó là CK là mấy chị muốn là hoạt động công khai. Muốn vào thành phố là phải nhờ mấy chị đi vào thành phố mới gọi ra. Hoạt động công khai. Hồi đó ta gọi CK là công khai. CK là tắt của công khai. Là công khai. Tin bên này không thể gặp được mấy người ở dưới Cái Lầy Tiền Giang, phải nhờ mấy người ở đây cũng người ta cũng đi công khai người ta mới xuống Cái Lầy Tiền Giang ta gặp. Đó. Theo bí số thôi, theo hòm thơ thôi chứ không phải gặp mặt nhau được đâu. Thì đại khái bây giờ 30 tháng 4 nhưng mà gọi đó nhưng mà họ có thể trước khoảng tháng 12 thì Bầy Thảo với chị Hay Nâu này cũng có lên. Nếu như bây giờ mà em muốn về cái khu vực mà có dân đấy, thì các bác có giúp được không? Dân là Tân Nhân hả? Cái dân mà các bác ở... Ồ thì đi được chứ có gì đâu. Được đấy, dễ. Thì hẹn trước ngày 2 ngày... Hôm nay là mùng 1. Nói trước về bác miền điện với trong đó mấy chị ở nhà thôi. Thì có nhậu được không? Tôi báo là... Không có nhậu được không? Mấy chị đó nhậu nha. Chị 7, chị 8 nha. Các bạn thấy mấy... khó không? Hôm qua cũng gặp không mấy chị chứ không phải nhậu với tụi tôi, nhậu với mấy chị Tân Nhật thôi chứ tụi tôi thì mấy em theo không nổi rồi thiệt mà, nhậu với mấy chị Tân Nhật hôm qua đám dỗ cũng có hai cái chuyện mấy chị đâu đâu đúng anh thư xếp cho em chiều mai hoặc là chiều ngày kia mùng 2 hoặc mùng 3 vâng được hôm nào thì anh báo lại chị em nhé, trong hai buổi chiều buổi chiều cho nó được ngày dài. Có thể nó sẽ kéo xuống là sang buổi tối em về cũng được. Chứ không buổi sáng này thì lại đi, nguyên đi là đã mất rất là lắm thời gian. Mấy chị Tân Nhật ngày nào cũng rảnh. Mấy chị Tân Nhật ngày nào cũng rảnh nhá. Không, gặp thì gặp ở nhà hay là gặp ủy ban hay là gặp đúng theo kiểu nhà, nào. Nhà giống anh em mình thế nào. Nhà đến chơi thăm giống anh em mình rồi mấy anh em ngồi nói chuyện. Ngày đấy là các anh là đều từ miền Bắc vào đây. Và sau khi chiến tranh xong thì ở lại đây là ra quân giờ ở lại đây hay là ở lại chuyển ngành? Tôi thì chuyển ngành. Tôi thì khi mà giải phóng xong thì cũng không được đi phép, rồi họ điều đi công tác rất là nhiều nơi,
Đấy, từ là dạy học lính cho tới đổi tiền cho tới đi phá mìn. Phá mìn để làm cái vành đai xanh khu công nghiệp khu Ninh Xuân này này. Thế xong đó rồi bắt đầu về thì bắt đầu là yêu cầu phục viên hoặc chuyển ngành. Thì lúc đó là tôi mới chuyển ngành. Vì trước đây thì tôi cũng học ở trường công an của Bộ. Đấy, trường đào tạo của Bộ. Khi mà tôi tốt nghiệp lớp 10 ngoài đó thì xong tôi học ở trường của Bộ, xong đó thì qua đặc công. Rồi vào đây thì sau đó tôi lại gặp một người bạn cùng học, nó tăng cường vào đây, thế là tôi xin chuyển về Bộ. Chuyển về Bộ Công an, tức là Bộ Nội vụ lúc đó. Thế là bác chọn đây là một quê hương thứ hai. Thì không được giấy phép, thật ra phải cuối cùng phải lấy vợ ở đây. Chứ nếu đi phép đấy là người Nam hay người Nam, người tại Bình Chánh này. Gần chi khu hồi xưa đó. Có quen ngày xưa không? Không, chắc không quen. Chắc không quen. Quen là do người cô của bà này. Tức là sau giải phóng. Cô Tư Như đó. Không, ý em hỏi là quen sau, trước hay sau? Sau giải phóng. Vì không được về phép. Thế là cứ đi công tác linh tinh thế. Có cái câu chuyện mà bác vừa nói phá mìn ấy thì bác có thể nói rõ hơn chút được không? Được. Tại vì lúc đó khi mà tôi đi học ở quân khu về được 2 tháng về thì bắt đầu là huyện đội mới giao tôi phụ trách cái đại đội công binh phá mìn, già gỡ mìn toàn bộ cái khu Bình Chánh cũ từ mé tỉnh lộ 10 này giờ trở về tới cái kênh mà lúc nãy tôi nói đó, là toàn bộ mìn dày đặc, rất nhiều cứ của các nơi, kể cả quân y, kể cả cứ của ông này, kể cả cứ của là mìn trái, của kể cả cứ của các cái bộ phận 117, tất rất là nhiều. Thành ra bây giờ phải đi, mình là quen địa hình, tức là tôi là thuộc địa hình hơn. Thành ra giao trách nhiệm tôi với một anh Dẹc, thì hai anh em. Thì bắt đầu là tụi tôi phá từ lý mạnh trước. Thì lúc đó, vừa gỡ vừa phá. Thế thì lúc đó thì nó cái bộ phận bên tôi á, là 16 người, với tụi tôi 2 thằng là 18 người. Đấy, thì toàn bộ thế chúng tôi đi thì đi theo cứ đi cuốn chiếu chỗ nào căn cứ nào là tôi biết, mà nó sẽ gài hướng nào thì tôi cũng nắm được. Thế thì bắt đầu mình mới vào những răng lá đó, bắt đầu thứ nhất mình nhìn, nếu mà thấy thì gỡ, mà không thấy thì bắt đầu lại dùng thủ pháo đánh cho nó bung nha, bung cho nó chơi ra thì gỡ, cái nào gỡ không được còn cái nào nó mục thì bỏ, thì gom lại. Mìn chủ yếu là do ta, mìn của ta, mìn của ta. Thì ta gài nhiều chứ, còn đồn bót của lính thì lại khác. Đồn bót của lính thì lại bộ phận khác. Nếu mà mình không gài, không cái gì mình ở được, lính nó cả. Thế gài phá mìn xong thì bắt đầu là thành phố này nó mới thành lập 2 cái đại đội thanh niên xung phong. Một đại đội nằm ở Bà Lác đây, nên ông Võ Văn Kiệt đưa 2 đội về. Thì một đại đội nằm ở chỗ gì rồi bên cái phòng quân danh nhá. Cái trên tôi vừa nói ngang quên rồi. Thì 2 đội thì đại đội có tôi đại đội thanh niên xung phong ở nội thành mang ra. Về ở đây nữa thì nó mới đào kênh đào mương. Đào cái kênh để mà chống phèn mặn. Đấy, chống nước phèn nước mặn. Thế bắt đầu đào từ kênh 1 cho tới kênh 10. Đóng tới ta tới Tân Kiên dưới này thì lúc đó mới ngưng. Còn tụi tôi phá mìn, tụi tôi phải đi trước. Phá xong họ mới làm. Thay thanh trung phong họ mới đào cây mương. Đấy. Thì khi phá xong thì rút về huyện đội, bắt đầu mới kêu chuyện ngành. Trong cái đội phá mìn ấy của mình thì có ai bị làm sao? Không. Mà số công binh này toàn người Bắc đưa vào, mới đó, nhỏ. Mấy tụi tôi có mấy thằng cũ, tôi có hai thằng cũ thôi. Còn đâu là số anh em mới không à? Thì bảo sao làm vậy, nó làm, không có gì hết. Mà mình cũng phải thủ chứ. Bởi vì là những cái nó thứ nhất là cái vùng nước này là vùng nước mặn, vừa bận vừa phèn, nó mau mục lắm. Có khi nó mục mà dân thì sợ, mình thì cảm thấy nó không vấn đề gì. Thế nên biết cách thì nó cũng chả có gì cả. Phá 6 tháng đó. Cảm ơn anh. Ở chỗ bác Tuấn thì thế nào ạ? Sao bác lại chọn cái vùng này làm quê? Tôi thì sau giải phóng á, tôi mới về Bộ Tư lệnh Thành. Thì lúc đó tôi ở cái xưởng dược của Favina 112 Trần Hưng Đạo đó. Thì tôi gặp vợ tôi ở đây, vợ tôi cũng ở người đây này. Tân Kiến. Thì lúc đó tôi mới gặp, cũng sau giải phóng thì vợ tôi mới lên đơn vị, là đi theo đơn vị đó.
rồi sau rồi tôi quen thôi. Sau đó thì tôi mới về, tôi đi học. Tức là sau giải phóng tôi đi thi, thi đại học rồi tôi mới đỗ đại học y khoa. Tôi học 6 năm tại Đại học Y khoa Thành phố Hồ Chí Minh này. Xong đó tôi ra năm học 76, 82. 82 ra trường thì về Bệnh viện Bình Chánh. Rồi làm cho tới giờ tới nghỉ hưu. Dạ. Và câu chuyện của các bác, cái điều mà em ấn tượng nhất chính là cái mối quan hệ quân dân. Chính là cái sự bao che, bao bọc, bảo vệ, không quản cái gian nguy của nhân dân đối với bộ đội. Cho nên em cũng rất là muốn được cùng với các bác đến thăm lại cái vùng nơi mà các bác đã từng hoạt động. Muốn gần đây ấy, thì về Tân Tạo A. Tân Tạo A gặp ba Xem rồi Úc Nhung rồi Cánh á, thì có này thì có người xem đây nào. Cái tình cảm mà giản dị nhất là cái xã nào cũng vậy à, muốn về xã nào cũng được, tôi đều liên hệ cái này là do các bác tùy các bác để xem và thế nào. Còn ví dụ như cái người dân Tân Tạo thì cũng rất là tốt. Ví dụ như chị ba Xem, chị Úc Nhung hồi đó thì lúc mà tụi tôi ở đây, chị Úc Nhung á, thì gọi anh chị cho lịch sự, với lúc đó còn đi học, chị còn đang học sinh và đeo cái logo của Bảo Đình Chi vậy đó. Cũng là hồi đó chưa làm cán bộ thì cũng có cơ sở, có cái ý là giúp cách mạng, là cũng có giúp cách mạng. Sau giải phóng thì cũng làm cán bộ lãnh đạo ở huyện đó. Đoàn viên rồi đấy không? Thì đoàn viên tôi nói là chưa làm cán bộ chứ tôi đâu nói vậy đâu. Nên sau này thì cũng làm cán bộ, giờ cũng nghỉ hưu rồi. Chị ba Xem thì sau giải phóng cũng làm cán bộ, giờ cũng nghỉ hưu rồi. Nhưng mà tình cảm mà sâu đậm nhất mà thường xuyên gặp nhất là mấy chị ở Tân Nhật. Thế còn mấy chị Tân Tạo cũng gặp, mà cũng tình cảm dân Tân Tạo cũng tốt. Thí dụ như má của thằng thầy là bà gì vậy? Sao Dây không, bà Sao Dây thì cũng còn cái thằng Thanh bây giờ nó bên kiểm tra đảng á. Bà má thằng Thanh, Thanh kiểm tra đảng của phường đó, chứ nó bên xã đội á. À, bà 10 hả? À, bà 1 đó, đó thì 10. Bà 1 rồi má còn ý thức thằng Thanh á, thì nói chung là dân, nó dâu dân đâu là cũng theo cách mạng, cũng tốt với cách mạng. Nhưng mà tôi nói là về gắn bó nhiều thường xuyên nhất đó, là Tân Nhật. Vâng, như vậy thì em nhờ các bác một buổi để đi đến với các cơ sở cách mạng. Và thực sự thì nghe nói nhiều về cơ sở cách mạng, nhưng mà em đúng thật là em chưa gặp bao giờ. Và vào trong này thì cũng muốn là được một lần đến với cơ sở cách mạng, và cũng muốn được biết cái tâm tư, mà cái tức là cái tại sao cái nguyên nhân, tại sao mà họ lại gắn bó với các anh, và lại bao che, lại bảo vệ cho các anh. Và lúc đó là chính là coi thường tính mạng của mình rồi. Đúng, đúng, đúng không ạ? Vâng. Và ở một cái vùng thì nó lại là sát tách Sài Gòn. Sát tách Sài Gòn. Và bây giờ thì nó là nội thành ấy. Vâng. Thế còn giả sử như bảo ở tận trên rừng xanh khác này kia các thứ, vâng, thì nó khác. Nhưng đây là chen giữa những cái đồn bốt như vậy. Nhưng họ lại vẫn bảo vệ những người, những cái thanh niên mà từ ngoài Bắc vào đây. Thế thì đó là một cái điều mà em rất là muốn tìm hiểu. Thì cũng là nhờ các anh giúp cho. Các anh có muốn trao đổi gì không? Muốn gửi gắm cái tâm tư, tình cảm của mình gì đó cho cái thế hệ mai sau này, thế hệ trẻ hơn tiếp nối. Vì bây giờ thì cũng đều chắc các anh phải 60 chưa ạ? À 70 chưa ạ? Chưa, gần 70. U 70. Tôi đây 68 rồi. Dạ. Thì bây giờ nói chung thì bây giờ nếu như đấy thì cái giờ chúng tôi thì là thế hệ trước, tuy rằng cũng có công đóng góp cho một cái công cuộc giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, bây giờ về rồi thì cũng chỉ cầu mong rằng cái thế hệ sau phải tiếp bước, mà phải làm như thế nào cho đất nước nó hùng mạnh lên. Đó là một cái mong mỏi nhất. Đấy. Thì là có được hay không mới là cái vấn đề rất quan trọng. Đấy. Thì cũng mong rằng là cái thế hệ sau này sẽ tiếp nối, trong đó có con cháu chúng ta. Đấy. Thì đấy là cái ước vọng vậy thôi.
Nhưng mà tôi nghĩ này, mình không có cái gì để băn khoăn cho thế hệ sau. Em thấy cái lịch sử của đất nước mình, mấy ngàn năm thời nào cũng có anh hùng, thời nào cũng chống ngoại xâm mà. Mình cứ tưởng chống Pháp rồi, rồi chống Mỹ cũng xong rồi, chống tộc ngoại xâm biên giới thì cũng làm được. Tôi nói thời nào cũng có hào kiệt. Nhưng mà chưa tới lúc, thí dụ như thầy Bình thì nó không lộ ra. Nhưng mà đất nước mà có chiến tranh thì cái người Việt Nam sẵn sàng bảo vệ tổ quốc. Có một số người thì cứ đặt câu hỏi năn tăn là liệu thế hệ sau làm sao. Tôi nghĩ thời nào cũng hào kiệt hết, thời nào cũng vì nước hết. Nhưng mà nó thầy Bình thì cái lòng yêu nước của ta nó khác, thời chiến nó khác. Tôi nghĩ thời nào cũng vậy hết, từ cái thời bà Trưng bà Triệu rồi cái thời nào đâu rồi Ngô Quyền, từ cái thời mà yên nghĩa quân yên thế rồi đứng núi rồi tới chống Pháp mà vẫn có những anh hùng vẫn giải phóng được, rồi tới chống Mỹ rồi chống biên giới vẫn làm được hết. Không cái gì, tôi lúc nào tôi tin tưởng về thế hệ trẻ của Việt Nam. Không có khi nào tôi lăn tăn suy nghĩ liệu có theo gương cha ông không. Tôi nghĩ tôi không bao giờ tôi hỏi câu đó, mà tôi tin chắc rằng nếu mà đất nước có chiến tranh thì thế hệ trẻ người ta sẽ sẵn sàng đứng lên. Tôi là vậy đó. Cảm ơn bác. Như vậy là với những người cựu chiến binh ở lứa tuổi cũng sắp 70 thì với một lòng rất là tin tưởng. Và tôi thì nghĩ rằng nhiệm vụ lịch sử của thế hệ các bác đã hoàn thành, đó là giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Và nhiệm vụ lịch sử ngày nay chính là thế hệ sau đưa đất nước sánh vai cùng với các cường quốc Nam Châu. Thì đó là nhiệm vụ lịch sử đặt trên vai của những người trẻ tuổi. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ không làm đứt quãng, không làm hổ danh truyền thống yêu nước. Và như là bác Tuấn vừa nói là trong thời bình thì chúng ta yêu nước một cách khác. Xin cảm ơn hai bác đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi buổi hội đàm của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.